Ukraine tiến công nhanh nhất 7 tháng, tuyên bố giành lại nhiều lãnh thổ. Ukraine tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát 7 ngôi làng kể từ khi bắt đầu cuộc phản công vào tuần trước. Mục tiêu của Kiev là khôi phục toàn bộ lãnh thổ, kể cả Crimea. Reuters dẫn thông tin từ giới chức Ukraine ngày 12 tháng 6 cho biết, quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát 7 ngôi làng ở Donetsk miền Đông và Zaporizhia miền Nam kể từ khi chiến dịch phản công bắt đầu cách đây một tuần. Các ngôi làng này gồm Neskoni, Storozhive, Blahodani, Makarivka ở Donetsk và Lokovi, Levani, Novodarivka ở Zaporizhia. Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Maria cũng tuyên bố Ukraine giành lại khoảng 10 km2 lãnh thổ gần thành phố Bakhmut ở miền Đông. Theo bà Maria, tổng cộng, lực lượng Ukraine đã tiến công khoảng 6,5 km và giành lại 90 km2 lãnh thổ. Trong bài phát biểu hàng đêm hôm 12 tháng 6, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết giao tranh tiếp tục khốc liệt, song quân đội Ukraine đang tiến công và khôi phục lãnh thổ. Cuộc chiến rất khốc liệt nhưng chúng ta đang tiến về phía trước. Điều này rất quan trọng, tổn thất của đối phương là thứ chúng ta cần. Mặc dù thời tiết gần đây không thuận lợi, mưa khiến nhiệm vụ của chúng ta thách thức hơn. Nhưng sức mạnh của các chiến binh đã giúp chúng ta có được thành quả, ông Zelensky nói. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm chiến trường quan trọng và nóng nhất hiện nay là Tavria và Zakhostrystia. Hiện chưa thể kiểm chứng những tuyên bố của Ukraine, phía Nga cũng chưa đưa ra bình luận. Nếu được xác thực, đây sẽ là đà tiến công nhanh chóng nhất của Ukraine trong vòng 7 tháng qua, mặc dù chưa đạt được đột phá lớn. Sau nhiều tháng chuẩn bị, Ukraine được cho là bắt đầu chiến dịch phản công từ tuần trước ở cả miền Đông và miền Nam. Cố vấn của Tổng thống Ukraine ông Igor Kozhovka cho hay mục tiêu cuối cùng của chiến dịch phản công là giành lại toàn bộ lãnh thổ, kể cả bán đảo Crimea. Ông Kozhovka thừa nhận Ukraine đã bắt đầu một số hoạt động phản công, nhưng không nêu chi tiết. Ông tìm cách giảm kỳ vọng vào một chiến dịch thành công nhanh chóng. Theo ông, Ukraine có thể cần vài tháng để đạt được mục tiêu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua cũng nhận định chiến dịch phản công của Ukraine có thể kéo dài vài tuần hoặc vài tháng. Ông hy vọng cuộc phản công sẽ tạo điều kiện cho các cuộc hòa đàm trong tương lai giữa Nga và Ukraine. Ông Macron cũng khẳng định lại cam kết ủng hộ lâu dài cho Ukraine. Sự hỗ trợ lâu dài của chúng tôi dành cho Ukraine sẽ tiếp tục, bao gồm hỗ trợ chính trị, quân sự, kinh tế, nhân đạo và tái thiết. Ông Macron nhấn mạnh. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết phương Tây quyết tâm mở rộng tối đa viện trợ giúp Ukraine phản công. Ông cam kết Mỹ và các đồng minh sẽ đưa ra gói viện trợ lớn tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tới tại Lithuania. Ngoại trưởng Blinken nói cả Ukraine và phương Tây đều mong muốn hòa bình, nhưng phải là một nền hòa bình bền vững, công bằng. Khi Nga sẵn sàng đối thoại trên cơ sở đó, tất cả chúng tôi cũng sẵn sàng, ông cho hay. Hệ thống đặc biệt giúp trực thăng K-52 Nga qua mặt 18 tên lửa Ukraine. Sputnik cho biết một trực thăng tấn công K-52 Nga đã lập kỷ lục khó tin khi tránh được 18 tên lửa phòng không Ukraine chỉ trong một lần xuất kích. Phép màu nào đã xảy ra? Báo Sputnik Nga đưa tin hiện nay kỷ lục trực thăng đánh được đòn tấn công của tên lửa phòng không vác vai di động Manpad trong một lần cất cánh là 18 quả. Một trực thăng tấn công K-52 Nga đã làm được điều đó nhờ tổ hợp phòng thủ chủ động Vitebsk. Nguồn tin nói thêm rằng chiến trực thăng đã trở về căn cứ nguyên lành, không bị hư hại gì. Các phi công trực thăng đang gọi tổ hợp phòng thủ Vitebsk là trứng trường sinh bởi nó đã nhiều lần cứu mạng phi công, vốn thường xuyên bị đối phương nhằm bắn bằng Manpad, nguồn tin nói. Vì sao trực thăng K-52 Nga tránh được 18 Manpad? Khi cuộc phản công của Ukraine bắt đầu, sự hiện diện của các phương tiện chiến đấu trên không có tầm quan trọng đặc biệt. Máy bay cường kích và trực thăng vũ trang Nga là mầm họa chính của các đoàn xe tăng và tất cả các loại phương tiện bọc thép tiến công, nhưng nó cũng là một trong những ứng viên đầu tiên bị phòng không mặt đất Ukraine bắn hạ. Đặc biệt là hiện nay, quân đội Ukraine có một số lượng lớn các hệ thống tên lửa phòng không vác vai của cả phương Tây lẫn nguồn gốc từ thời Liên Xô. Nhiều chuyên gia theo sát diễn biến của cuộc phản công do Kiev phát động đang diễn ra quyết liệt đã đặt câu hỏi. Những ngày qua, Manpad của Ukraine tại sao không hoạt động khi bầu trời có sự hiện diện của nhiều trực thăng tấn công K-52, Admirator và Mi-28 ngày Hunter Nga? Có vẻ như Nga đã tìm ra biện pháp đối phó với tên lửa phòng không vác vai Stinger do Mỹ chế tạo, cũng như hàng loạt Manpad với đủ các quốc tịch mà phương Tây viện trợ cho Ukraine. Thực tế, chiến đấu trong vài ngày phản công vừa qua, phòng không Ukraine dù khá mạnh, có số lượng hùng hậu, nhưng lại không diệt được mục tiêu trên không nào của Nga. Ngoài Sputnik, kỷ lục trên cũng được xác nhận bởi hãng thông tấn Nga RIA rằng một chiếc K-52 phải hứng chịu 18 cuộc tấn công bởi Manpad, nhưng đã an toàn trở về căn cứ mà không bị một tên lửa của Ukraine nào đụng đến. Đây là một kỷ lục thực sự và không có bất kỳ phép màu nào ở đây. Sự an toàn của trực thăng K-52 được đảm bảo
nhờ một sản phẩm với cái tên khiêm tốn và không ồn ào là Vibrance 25. Phiên bản xuất khẩu được biết đến nhiều hơn với tên gọi Resident S. Hệ thống bảo vệ Vespace 25 có gì đặc biệt? Khi lần đầu tiên được giới thiệu tại triển lãm Aerostory 2010 ở Paris vào năm 2010, nhiều chuyên gia đơn giản là không tin vào khả năng đánh lạc hướng một số lượng tên lửa khổng lồ như vậy của hệ thống. 5 năm sau, tạp chí Air International đã công bố một báo cáo từ Bộ Quốc phòng Ai Cập về việc khi định mua trực thăng K-52 của Nga, bộ này đã cho máy bay trải qua vô số cuộc thử nghiệm trước khi chính thức ký hợp đồng. Theo báo cáo, trong thử nghiệm chiến trực thăng K-52 gắn tổ hợp Vitesse 25 đã bị tấn công bởi hơn 20 tên lửa INRA của Nga, nhưng không quả nào trúng mục tiêu. Kết quả này thậm chí khiến các nhà báo của tạp chí này bày tỏ nghi ngờ về việc liệu có sự gian lận nào từ phía Nga hay không. Mặc dù không có thông số kỹ thuật chi tiết, nhưng một số thông tin của truyền thông phương Tây cho rằng hệ thống của Nga có các biện pháp đối phó hữu hiệu bằng laser đối với tên lửa đất đối không và không đối không dẫn đường hồng ngoại IR. Theo báo cáo, Vitesse 25 có thể phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa ở góc phương vị 120 độ và góc tà 60 độ. Không chỉ phát hiện các mối đe dọa từ tên lửa hồng ngoại, chúng còn có thể phát hiện và gây nhiễu tên lửa dẫn đường bằng radar có tần số từ 4 GHz đến 18 GHz. Hệ thống hoạt động thế nào? Hệ thống bảo vệ Vitesse 25 được phát triển bởi Viện Công nghệ Vô tuyến Điện tử Moscow có nhiệm vụ phát hiện các tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại và radar, đồng thời cảnh báo sớm cho tổ bay. Tiếp sau đó, hệ thống sẽ tự động kích hoạt các mồi bẫy nhiệt. Nhưng vấn đề bảo vệ không chỉ giới hạn ở đó. Lúc này, hệ thống phòng thủ tích cực bắt đầu hoạt động khi bộ não của tổ hợp trực tiếp tham gia can thiệp vào các hệ thống dẫn đường, tầm nhiệt của tên lửa phòng không đối phương bằng bức xạ hồng ngoại. Với các tên lửa được dẫn đường bằng radar, Vitesse 25 trực tiếp gây nhiễu điện tử với radar trên đầu dò tên lửa đối phương, buộc chúng phải tự hướng đến các mục tiêu giả. Hệ thống sử dụng kết hợp các cảm biến, bao gồm máy thu cảnh báo radar, máy thu cảnh báo laser và cảm biến cảnh báo tiếp cận tên lửa, để phát hiện và định vị các mối đe dọa sắp tới. Theo đó, nó triển khai các biện pháp đối phó khác nhau, chẳng hạn như gây nhiễu, phóng mồi bẫy nhiệt và gây nhiễu điện tử, để gây nhầm lẫn hoặc vô hiệu hóa tên lửa tấn công của đối phương. Các tính năng chính của Vitesse 25. Hệ thống được thiết kế để phát hiện và gây nhiễu tín hiệu radar tên lửa đối phương, cũng như cung cấp tín hiệu mồi nhử để gây nhầm lẫn cho hệ thống dẫn đường tên lửa của đối phương. Nó cũng có thể phát hiện và theo dõi các tên lửa đang bay tới và đưa ra các biện pháp đối phó để đánh lừa chúng. Một trong những tính năng chính của Vitesse 25 là hoạt động ở chế độ hoàn toàn tự động, cho phép nó nhanh chóng phản ứng với các mối đe dọa mà không cần thông tin đầu vào từ tổ bay. Tính năng này giúp hệ thống đạt hiệu quả cao trong các tình huống chiến đấu, nhất là các quyết định xảy ra trong tích tắc, có thể tạo ra sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Hệ thống có thiết kế theo kiểu module được đánh giá là một giải pháp đa năng và linh hoạt cho các lực lượng không quân, cho phép dễ dàng tích hợp lên nhiều chủng loại máy bay khác nhau.